Ở trong đây có ai theo phe đại thừa không thích tiểu thừa không, hay là có ai theo thiền nguyên thủy rồi chơi thiền đại thừa là lai căng không? Hy vọng là không có ha, nhưng mà cũng coi chừng, nhiều khi mình không có thuộc hệ phái nào, mình chẳng có đậm đà với tông phái nào hết, tu sơ sơ thôi, thành ra đâu có biết gì đâu mà kỳ thị. Nhưng mà nhiều khi như vậy lại là hay nữa, biết nhiều mà phân biệt thì cũng đâu có nên. Vì vậy chúng ta chỉ nên gọi cái khuynh hướng thứ ba này đó là đạo Phật phát triển, chứ đừng dùng cái chữ đại thừa để mà so sánh với tiểu thừa. Tại vì sự thật không có đại và tiểu, nó cùng một chất thôi. Và chúng ta gọi là đạo Phật nguyên thủy thay vì chúng ta gọi là tiểu thừa. Nhưng mà những người tu học sau này như chúng ta còn tệ hơn nữa. Đạo Phật phát triển, họ gọi cái khuynh hướng 1 và khuynh hướng 2 là tiểu thừa. Còn chúng ta còn gom chung luôn từ thời nguyên thủy của Đức Phật cho tới cái khuynh hướng 1 và 2 gọi là tiểu thừa.